Đây là một trong 4 chiếc tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc được bố trí gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981. Nó có số hiệu 571, mang tên Vạn Thành và đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Chiếc tàu lớp 054 Giang Khải 2 này được xem là tàu hộ vệ hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc hiện nay. Nó có lượng giãn nước toàn tải 4.053 tấn, dài 134,1 m, với thủy thủ đoàn 165 người và hệ thống thiết bị 100% do Trung Quốc sản xuất. Cùng với đó, quanh khu vực giàn khoan còn có nhiều loại tàu chiến khác của Trung Quốc. Ngày 17 tháng 5 năm 2014, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam bị hai tàu chiến của Trung Quốc uy hiếp với hệ thống vũ khí đặt ở chế độ sẵn sàng chiến đấu. Chiếc tàu mang số hiệu 789 này là tàu tuần tiễu chống ngầm lớp Hải Thành. Còn đây là tàu tên lửa tấn công nhanh mang số hiệu 755 lớp Hậu Tân. Đặc biệt, ở gần sát vị trí giàn khoan còn có sự hiện diện thường xuyên của đôi tàu đổ bộ lớn và hiện đại nhất của Trung Quốc mang số hiệu 998 và 999, có tên gọi Côn Lôn Sơn và Tỉnh Cương Sơn. Cả hai đều thuộc tai 71, là dạng tàu vận tải đổ bộ với các phương tiện tác chiến nhanh. Cùng với tàu chiến là sự uy hiếp thường xuyên của các loại máy bay. Đây là máy bay trực thăng hải quân Z-9. Còn đây là máy bay trinh sát tuần tiễu Y-8. Đó là những hình ảnh thực tế trên hiện trường. Còn đây là các tuyên bố của phía Trung Quốc. Chúng tôi chỉ có tàu dân sự, các tàu của chính phủ trên hiện trường. Những tin tức đăng tải cái gọi là Trung Quốc cử tàu chiến đến hiện trường hoàn toàn là tin đồn nhảm. Những tuyên bố dối trá trắng trợn này đã được truyền đi khắp thế giới và được lặp đi lặp lại trong suốt một tháng qua. Nhưng những hình ảnh tại hiện trường gửi về hàng ngày đã bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố ấy.